Khói khoái thu xếp nhân sự cho Đảng Cộng sản. dưới dân chủ Việt, từ những cây bút có danh như Bùi Thanh Hiếu, Người Buôn Gió, Phạm Trí Dũng cho đến cây bút vô danh, hay còn gọi là ẩn danh như Cami, Bùi Quang Vân, Phạm Trần, Nam Xích Lô, Tư Nghèo, Người Đưa Tin, Nguyên Thạch, Cù Tèo, vân vân Và đặc biệt là nhà Việt Thủy Trang Nguyễn rất chuyên tâm hoạch định nhân sự, diễn biến sức khỏe, sinh mệnh chính trị hay sắp xếp tổ chức cho Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá diễn biến đấu đá trong nội bộ Đảng, sự chi phối của Trung Quốc với sinh mệnh từng nguyên thủ Việt Nam y hệt như họ đang nằm trong bụng, trong đầu từ ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến Thủ tướng Chính phủ, đến dàn nhân sự cấp dưới của những ông này vậy. Chẳng hạn, mới đây nhất, ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang vắng mặt trên truyền thông mấy ngày, lập tức các nhà truyền thông dân chủ ảo an sản xuất tin tức nóng bỏng về sinh mệnh chính trị cũng như cuộc định đoạt số phận nào đó trong Đảng Cộng sản đã được triển khai chẳng hạn như bài trần đại quang đã được tuyên giáo đảng cho thấy như thế nào trong đó tác giả cho rằng số phận ông chủ tịch nước đã giống như ông nguyễn bá thanh trần đại quang mất tích một hiện tượng không không thấy khác như nguyễn bá thanh phán rằng ban tuyên giáo đã đưa tin giả về các hoạt động điều hành đối ngoại của chủ tịch nước đều là nằm trong kịch bản theo kịch bản không không thấy trần đại quang rồi phán do ông chủ tịch nước có triển vọng ngồi vào ghế tổng bí thư của Nguyễn Phú Trọng đã được đảng trưởng cùng với sự hỗ trợ của Trung Nam Hải sắp xếp cho theo con đường bi đát của Nguyễn Bá Thanh, Phùng Quang Thanh. Dạng bài viết này luôn tuân thủ theo form chung là tung ra vài tin tức báo chí, truyền hình có thật, rồi lái theo ý suy diễn của mình, rồi nhận định tại sao Bộ Chính trị, Trung ương Đảng lại câm như hến trước dư luận sôi sục trên mạng xã hội điều đó chứng tỏ kịch bản ám sát. Thanh trừng phe phái đang diễn ra đúng như các cây bút này phán là chuẩn 100%. Hài một nỗi là mấy ngày sau đó, Chủ tịch nước lên truyền hình và tất tả điều hành các diễn đàn và hội nghị cấp cao APEC với lịch ngoại giao dày đặc như con thoi, thì truyền thông dân chủ lại bài cũ lặp lại. Cho ông Trần Đại Quang hiện là giả mạo, giống như trường hợp ông Phùng Quang Thanh từng bị nhà vịt Thủy Trang Nguyễn tung lên các kịch bản diễn biến cuộc ám sát ở Pháp. Hình ông Thanh trên giường bệnh, nơi ông Thanh được cứu chữa, vân vân. Y như Thủy Trang Nguyễn đang ở ngay bên cạnh ông Thanh, chứng kiến diễn biến cuộc ám sát, tình hình cứu chữa và số phận đại gia đình ông Thanh vậy. Kết cục, ông Phùng Quang Thanh trở về khỏe mạnh thì nhà vịt này tiếp tục sản xuất tin ông Thanh trên là giả mạo, truyền hình Việt Nam, báo chí trong nước đang sử dụng kỹ xảo Photoshop, vân vân cứ theo như thứ lập luận này thì hẳn là cả bộ máy quân đội công an văn phòng chính phủ dưới quyền ông thanh ông quang hay cả bộ chính trị trung ương đảng cộng sản việt nam hàng ngàn người đều đang ngoan ngoãn diễn theo kịch bản của họ như diễn viên chuyên nghiệp vậy thậm chí các chính khách quốc tế cỡ như tổng thống trump putin hay tập cận bình cũng bị đảng cộng sản lê bịp đưa người giả ra đón tiếp họ vậy những tường thứ kịch bản này chỉ tồn tại ở bệnh viện tâm thần. Ấy thế mà nó có thật và rất sôi động trên mạng internet, nơi mà giới đấu tranh dân chủ xem như là vũ khí đấu tranh chống cộng sản. Họ ngày ngày nỗ lực sản xuất hàng ngàn tin bài, hình ảnh với hy vọng sẽ khiến dân chúng Việt Nam hoảng loạn và đảng cộng sản Việt Nam sụp đổ.